so sánh Realme Q3 Pro 5G và Poco X3 GT. 1. Thiết kế. Nhìn qua thông số về mặt kích thước, ta có thể thấy Realme Q3 Pro 5G nhỏ, hẹp, mỏng và nhẹ hơn so với Poco X3 GT. Kích thước hai chiếc điện thoại này khá chênh lệch. Poco X3 GT vượt trội hơn khi có hỗ trợ khả năng chống nước chuẩn IP53. 2. Màn hình. Quan sát thông số về màn hình, ta có thể thấy Realme Q3 Pro 5G sử dụng công nghệ màn hình Super AMOLED chắc chắn cho màn hình sáng hơn, rực rỡ, sắc nét hơn, đồng thời cũng tiết kiệm pin hơn so với màn hình IPS LCD của Poco X3 GT. Kích thước màn hình của Q3 Pro 5G là 6,43 inch, độ phân giải là 1080 x 2400 pixel, tỷ lệ 20 9, mật độ 409 ppi, còn Poco X3 GT có kích thước màn hình là 6,6 inch độ phân giải 1080 x 2400 pixel, tỷ lệ 20 chia 9, mật độ 399 ppi. Tần số làm mới màn hình của cả hai điện thoại đều là 120 Hz. Độ sáng tối đa của Q3 Pro 5G là 1000 nits, cao hơn nhiều so với Poco X3 GT chỉ có 450 nits. Tuy nhiên, Realme Q3 Pro 5G lại chỉ được trang bị kính cường lực Gorilla Glass 5, trong khi Poco X3 GT đã trang bị kính Gorilla Glass Victus. Nói chung, Realme Q3 Pro 5G có công nghệ màn hình tốt hơn, nhưng lại thua kém về khả năng chống chịu va đập, chảy sức của màn hình. 3. Bộ nhớ Realme Q3 Pro 5G có hai tùy chọn RAM là 6 và 8GB, còn Poco X3 GT chỉ có một tùy chọn là 8GB. Cả hai đều có hai tùy chọn bộ nhớ trong là 128 và 256GB. Hai chiếc điện thoại này đều không được hỗ trợ thẻ nhớ. Cả Q3 Pro 5G và X3 GT đều hỗ trợ chip nhớ chuẩn UFS 3.1. Xét về bộ nhớ, ta thấy Realme Q3 Pro 5G có nhiều hơn một tùy chọn RAM. Các thông số còn lại đều giống nhau. 4. Hiệu năng. Cả hai chiếc điện thoại này đều sử dụng chip MediaTek Dimensity 1100 được sản xuất trên tiến trình 6 nanomet. Đi cùng với đó là GPU Mali G77 MC9. Chip MediaTek Dimensity 1100 có điểm số Antutu 9 là 655.000, một con số khá ấn tượng. Chắc chắn nếu để chơi game, chạy ứng dụng thì không thể không đưa hai chiếc điện thoại này vào top đầu danh sách khi mà chúng có một tầm giá khá ổn. 5. Camera Nhìn qua bảng thông số camera sau, ta có thể dễ dàng nhận ra. Camera chính, hai chiếc điện thoại này có độ phân giải và khẩu độ giống nhau. Đều là 64MP và khẩu độ f trên 1.8. Cả Q3 Pro 5G và X3 GT đều được trang bị camera siêu rộng và camera macro với thông số giống nhau. Khi nhìn vào khả năng quay video, Realme Q3 Pro 5G có khả năng quay video 4K ở 60 fps, 1080p ở 60 fps, còn X3 GT có khả năng quay video 4K ở 30 fps, 1080p ở 120 fps nhưng có vẻ Realme Q3 Pro 5G sẽ tốt hơn khi được trang bị chống rung điện tử. Xét về camera trước, ta có thể thấy, hai máy đều có độ phân giải và khẩu độ giống nhau, cùng 16 megapixel, khẩu độ f trên 2.5. Tuy nhiên về khả năng quay video selfie, Poco X3 GT thắng hoàn toàn khi có thể quay cả video 1080p ở 30fps và 720p ở 960fps. Còn Realme Q3 Pro 5G chỉ có thể quay video selfie 1080p ở 30fps. Nói chung, có vẻ Realme Q3 Pro 5G ưu thế hơn ở cụm camera sau, tuy nhiên lại thua kém hơn nhiều ở camera selfie. 6. Pin Quan sát thông số về pin, ta có thể thấy Q3 Pro 5G sở hữu viên pin 4500mAh, còn Poco X3 GT là 5000mAh. Tốc độ sạc của Poco X3 GT cũng nhanh hơn khi được hỗ trợ sạc nhanh 67W, giúp sạc 100% pin chỉ trong 40 phút. Còn Realme Q3 Pro 5G chỉ hỗ trợ sạc nhanh 30W, giúp sạc 100% pin trong 60 phút. Đáng tiếc, cả hai đều không được hỗ trợ sạc nhanh không dây và sạc ngược không dây. 7. Âm thanh, kết nối. Xét về âm thanh và khả năng kết nối, ta thấy cả hai chiếc điện thoại này đều được hỗ trợ loa stereo Realme Q3 Pro 5G dùng vân tay dưới màn hình, còn Poco X3 GT dùng cảm biến vân tay gắn bên. Cả hai đều hỗ trợ cổng USB Type-C 2.0. Chỉ có Q3 Pro 5G được hỗ trợ rắc cắm tai nghe 3.5mm. Realme Q3 Pro 5G hỗ trợ công nghệ Bluetooth 5.1, còn Poco X3 GT là 5.2. Cả hai đều được hỗ trợ Wi-Fi 6. 8. Giá Cùng phiên bản 8GB RAM, 128GB bộ nhớ trong. Realme Q3 Pro 5G có giá khoảng 7 triệu, còn Poco X3 GT có giá khoảng 7,9 triệu. Link sản phẩm mình để dưới phần mô tả, các bạn có thể vào để tham khảo. 9. Kết luận Các bạn nên chọn Realme Q3 Pro 5G nếu bạn muốn một chiếc điện thoại có. Màn hình sáng hơn, tiết kiệm pin hơn, chịu lực tốt, bền hơn. Khả năng quay video bằng cụm camera sau tốt hơn. Nhiều tùy chọn bộ nhớ hơn, giá thấp hơn chọn Poco X3 GT nếu bạn muốn một chiếc điện thoại có màn hình rộng hơn, có độ bền cao hơn, chống chảy xước tốt hơn, có chuẩn chống nước IP53, khả năng quay video selfie vượt trội hơn, dung lượng pin lớn hơn, tốc độ sạc nhanh hơn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu bạn thấy video này hay và có ích thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.